chào các bạn nha. Hôm nay các bạn cùng mình thử thách món phở cuốn các bạn nha. Các bạn cùng mình vào bếp nha. Let's go. Các bạn cùng mình vào đây nào. Mình đang sơ chế mấy thứ rất là nhiều. Hôm nay lở lại thử thách món phở cuốn các bạn nhé. Giới thiệu với các bạn là mình sơ chế xong bắt đầu mình đi giới thiệu với các bạn nhé. Tại vì là quay video thì nó dài quá cho nên là mình muốn tóm tắt thôi nhé. Hôm nay mình thử thách món phở cuốn các bạn nhé. Tí nữa các bạn cùng gia đình nhà mình ăn nhé các bạn nhé. Giới thiệu với các bạn lúc bắt đầu mình sơ chế và rửa thì hôm nay là mình đã hoàn thành, tí nữa bắt đầu mình mới thái các bạn nhé. Thì mình xin giới thiệu với các bạn là món phở cuốn của Nở thì hôm nay gồm có giò này, thịt ba chỉ này, phở cuốn này, dứa miền Nam gọi là thơm đấy các bạn, cà rốt này, và dưa leo này, và xoài các bạn nhé, rau sống thì gồm có rau mồi này, rau thơm, rau húng các bạn nhé. Ngoài Bắc thì gọi là rau húng các bạn ạ. Đầy đủ nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn nhá, Nở hôm nay Nở lại thực hiện món này các bạn nhé. Mình quay cho các bạn xem này. Mình không muốn la quay dài, tại vì là cái lúc mình sơ chế, mình luộc thịt này, rồi là mình pha chế nước mắm, rồi là mình gọt dứa, gọt dưa chuột, rửa rau các thứ thì mình không giới thiệu với các bạn vì video nó rất là dài. Cho nên là hôm nay mình chỉ có tóm tắt như thế này nha các bạn nha. Tí nữa mình thái ra thì mình lại quay cho các bạn, mình lại giới thiệu với các bạn nha. Cảm ơn các bạn. Các bạn ơi, món phở cuốn của Nở đã hoàn thành rồi các bạn nha. Các bạn nhìn nha, đây là phở cuốn này. Trước tiên là muốn có món phở cuốn thì ta phải có phở nha, phở cuốn các bạn nhá. Phở cuốn chúng ta mua ngoài chợ này. Cái thứ hai là thịt ba chỉ nha các bạn nhá. Thịt ba chỉ các bạn thấy có ngon không ạ? Hấp dẫn không ạ? Các bạn thấy hấp dẫn thì ủng hộ mình nhé. Thứ ba, giò cho các bạn nhé, giò chả nhé các bạn. Các bạn thấy ngon thì ủng hộ Nở nhá. Hôm nay Nở cuối tuần Nở làm một ít phở cuốn, tại vì mùa hè ở ngoài Bắc thì hơi nóng, ăn cái món này nó dễ ăn các bạn ạ. Cho nên là mình làm món này để mời cả nhà các bạn nhá. Tuần trước mình đi du lịch, tuần này mình dành cho gia đình các bạn ạ. Rau củ quả các bạn này gồm có cà rốt, dưa chuột, và dứa và xoài các bạn nhé. Các bạn nhìn hấp dẫn không ạ? Hấp dẫn thì ủng hộ cho Nở nhá. Không thiếu rau các bạn ơi, các bạn nhìn này, không thiếu rau nhé các bạn, không thiếu rau này, rất là ngon các bạn nhé. Các bạn là ủng hộ cho Nở nhé. Và các bạn là nhớ chiều nay thì Nở có làm món tiếp tục món cơm gà và món cơm tấm Sài Gòn các bạn nhé. Chiều nay các bạn sinh viên là ủng hộ rất là nhiều, cho nên là Nở tranh thủ ăn xong lại về để tiếp tục để làm món cơm chiều cho các bạn sinh viên trường đại học cảnh sát phòng cháy chữa cháy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Không thiếu nước các bạn ạ, nước để chấm phở cuốn các bạn nhé. Mình định mua me về để sốt me, nhưng mà hôm nay thì mình vội, mình không kịp mà mua me về để sốt me, cho nên là mình pha bằng ớt, tỏi, đường và vị chính các bạn nhé. Mời các bạn ăn cùng Nở nhé. Các bạn thấy ngon không? Rất là ngon, hấp dẫn đúng không ạ? Không thiếu món trứng các bạn nhé. Các bạn trứng tráng hôm nay mình làm chưa đạt tiêu chuẩn món trứng này các bạn ạ, vì là cái chảo nó nhỏ, mình làm lại tham làm 5 quả trứng vào một mẻ, cho nên là nó hơi nát, không được ngon các bạn nhé. Hẹn các bạn lần sau sẽ ngon hơn. Món này các bạn ăn xong là tráng miệng của món này các bạn. Mời các bạn nhé. Lấy bát đi. Các bạn ơi, món tráng miệng nhé. Món dưa leo các bạn nhé. Món dưa leo. Cảm ơn các bạn. Bye bye.